Vâng, chào mọi người nha. Hôm nay Trung Thanh Audio sẽ giới thiệu cho mọi người một hộp thanh chuẩn bị giao về Trà Vinh. Bộ âm thanh này là gồm là hai men đánh, một men đánh sub và một men đánh full là hai men. Men sub là hai kênh, còn men full nó là bốn kênh. Rồi hai kênh thì sử dụng cho một cái tập 72 và hai kênh là monitor. Thì đây là anh TD12 chuyên là chuyên sub. Người thấy chưa? Sub. Đây là chuyên full. Dàn số S60 là sử dụng vừa echo ngoài và controller. Mic là titan. S750. Khóa nguồn là Midas đem 16. Đây là hai lai mic và một lai echo. Midas đem 16 nha mọi người. Tôi toàn bộ là lo là đây. Đây. Sức kép. Một cái này. Phát cái stereo hết. Đây. Đây là 13. Thì những cái mẫu 13 thì mọi người thấy là ông chép của nó là bắt được hình chữ nhật, bắt hình giữa nha. Đây. Thì cái này mình quay cho mọi người thấy là cái mô hình nó vậy thôi. Tập sức này. Tập này. F72 có thể mình chơi luôn được nha mọi người. Mình có chơi luôn được. Thì nguyên bộ này thì giá nó còn khoảng 122 triệu mọi người. Tôi một cặp monitor nữa. Monitor thì bên cái monitor nó xuống bọn người mình có áo luôn nha mọi người. Mọi người mà cần liên hệ số điện thoại là 0974744444. Đây, có F72 của mình có thể làm treo lên được nha. Treo lên thì nó quýt rất là xa. Cảm ơn mọi người xem video này, mời tặng liên hệ cơ sở là 0974744444.